Dạ, ngày nay dân đang sẵn sàng nơi ca trầm này, nơi lúc nơi chân đi đôi, mỗi đôi gặp hai môi đu, trầm răng vô, đời đầy tiền tập buồn này, trầm răng vô. Thì ngày muốn dân sẵn sàng một đoàn đầy tì, tì Vậy phí, trầm răng đi vô, nhọc đầy là tì cần là phí. gì Lâu cười thứ ngày đó dân đang sẵn sàng nơi đầy tì bay toàn tới, đầy tì bay nó cứ đòi, đại quay tình đi á, bạc cổ. Chúng ta chân tập hiện ná, đại viên về tình đi ấy khắc. Nè, có bao cho lòng chân đó nè, cho bạc cổ, có bao nè. Nè, đôi, sẵn sàng tới cứ đầm bay, hỏi tăng về đại hùa, nó cứ càng lắng sắp đại viên tập hiện này về tình đi. Về tình đi, nó có chi ở lo, có đồng bọn. Tình đi bạch hai, vì bác sẵn đây, nè, cho bạc cổ. Về tình đi, nó cứ đó viên bay tập hiện đời thống, và đây đời vừa xa, nó cứ viên đập rạc. À, thông nó cứ liên tục ở về tình đi sau mà nó sau về tình đi đấy phụ bề cáo về tình đi hay tập ram nó cứ sau mà nó mối sọc mối tô mà nó mối tục mối hay đến phụ bề cả mối tiết cứ ram nè ram vợ nó cứ tập hết này về tình đi nó cứ đau sẽ khai miệng bấy đời vừa xa nó cứ miệng ram hay chết mỗi đôi một hay mỗi đuôi nó cứ chết đuôi ngang nó cứ miệng về tình đi ná đập bay ao sắp thiệp này thôi nó cứ càng lắng dịch đằng cho mà đằng vô có bao cho lòng thà chân nó cứ bập hên này tô sang đi thả lô kia đi thà cục son lên chỉ làm chân tới cứ viên viên tình yên nó cứ xây khỉ tô mà nó cứ mình mang chia cục son đi cho mà đằng vô lúc có mình mang chia cục son đi xung bay được không cái này để thôi tên là xa xa đấy cái này nó cứ vừa biên tô mà nó càng lắng không cái này nó cứ mình cho thật tiền là của sáu đi thả sang là của sáu thì có mọi dân cho lòng thả là hơi đẹp không có phải vừa tiền nó cứ tô nó hay tô nó đó cứ chịu bọn mẹ thì chậm rằng của nó cứ đập bay ơi lên rồi lấy có mọi con cho lòng nơi sập hiệp đi chất để càng làng đứng chậm rằng của này về tình yêu chất bởi đôi gặp hai mùi đuống để bởi rất trong năm nay là về tình yêu nhất cứ thì mùi này chia sóc hào về tình yêu bây giờ tập mùi đuống đây lương hợp tìm mùi đuôn nó cứ gọt miền để sọc khảo viên thần địa cho bà rằng ban đào sọc khát sẵn hát cảnh tắc ca do mình biết mối mùi đuôn cho bà rằng nè sọc khát sẵn hát cảnh tắc ca ca do mình biết đến cái mối mùi đuôn nó không nóng anh hay trục cát cục so vị bạc nè chia chi vị bạc cho bà già sọc khảo viên thần địa đến cái biên tế vị bạc hoa rồi bỏ cục so là cắm cho bà già cho bà rằng hay tí tí cứ trục khát sẵn hát tục hà về tận đi mùi đuống cứ bàn đào tục hà sa hà cả tăng cai dùng những mối mùi đuống cứ tục đến cứ biến thành mùi đuống đối đối kia đây cho bà vừa lượng vì đến cứ ăn biến đây nè tục hà về tận đi biến mùi đuống đây kiểu pho đồ bỏ cục sau là cám độc nóng nè cục sau bị bàn nè hay tục các cục sau bị bàn tại vì vậy mình bàn chia bằng hết đây mà hai bị bàn cái thứ hai luôn bao nhiêu ra bị bàn cả luôn bao nhiêu ra bị bàn đến độc nóng hay tục các cục sau bị bàn đây là rất là tám lâu cái cho mình dạng hoa rồi bóng cục sau là cặp tuy chia là cục sau bị bạc hay thì biết cái tục không bên tận địa những tuy chi và bên tục không ai hay tục càng chặt chẽ và đây không ai cục sau bị bạc hay tục càng trầm bị đuôi đấy kiểu đuôi thì trầm tục hạ sản hạ tác hạ những mối mùi đuôi đây kiểu hoa rồi bóng hạ cục sau là cặp là tôi chỉ bệnh sa ma sa bút trời tây và toàn đến cái bờ biển đông bò thuyền bị lừa phong bóng bạc nơi bờ bạc chẳng nó có đang đứng cái tục hào về tình yêu bộ bộ đồng bằng đồng mát cái tục hào về tình yêu cho bà rằng bộ tục hào sáng hạ tăng cao và diễn ca lớn là hát bên kia sẽ mang sang phút sập hiệu viên thôi để bà con nó không có đang đứng cái chí tục hào về tình yêu viên tập mùi đuông đang tập vận động cao hồng tiên đứng cứ hát hát viên tục hào về tình yêu tiên thị cho bà rằng bộ hay đó thì bấy cứ chia sau mà nó sau về tình yêu viên học sập tì đuông cứ bạn đó lô phép sau mà nó buồn buồn đủ nè đuôi phía sau mà nó buồn đuối nè hay tụ cát sau mà nó muối mùi đuối để chia sau mà nó xanh tê là nặng đấy cho bạn bố nếu cứ chia chia bị bạc hay tụ cát sau mà nó mùi đuối nếu cứ chia chia bị bạc để chia sau mà nó xanh tê là nặng nó không cuộc sau bị bạc hay hạn xe tụ vật tiết mùi đuối nó không hay tụ cát chặt để và đấy chia chia kế đi dạng cho bạn bố nó không kế đi dạng chặt đến bên bên sau mà nó tập đi đuối đấy cho bạn bố bên hay tụ cát sau mà nó để chia xanh tê là nặng cuộc sau bị bạc mùi đuối hay hát sẽ tổ bệnh tiết mùi nước đã chia cái gì dạ hay tổ các gì dạ chỉ chất là bóng tre tre hà hòn cho bà con nè
biên tập đi đường lô thẻ hai cổ sau là chất tập đi nó cứ biên tập buồn đường đấy sau mà nó là sau mà nó buồn đường lô thẻ sau mà nó buồn đường hay tổ càng chất cứ biên sau mà nó tập đi đường hay mà hai cổ sau sau mà nó cứ biên buồn đường chấm bàn thua mà hai cổ sau sau mà nó biên buồn đường mà hai vị phá sau mà nó cứ biên buồn đường hay đừng mà hai cái gì sau mà nó biên buồn đường bật thao bật chiến biên đọc bồi đường là chấm bàn thua bật thao bật chiến nó cứ biên đọc bồi đường cứ rộng rộng mắt cho bạn có và thao mà chiên đập môi đuống cứ rộng mắt và thao mà chiên đập môi đuống rộp vô và thao mà chiên cổ sao là và thao mà chiên cổ sao môi môi là quỷ bạc môi cái gì à môi bày bày cái nào hay lâu quân ra chết tổ bày tiết là và thao mà chiên đập nông sao ta và tử biết bên môi bày tiết đập môi bên môi sạc tì vì bên bên môi sạc tì vì bị khó có biên biên môi hay anh kia bị bé có biên môi anh kia bị khóa có biên môi anh hát tập có biên môi anh hát tập biên môi môi cho bạn không những cái nông nông lô của trang chiến và thao bạch chiến những cái biên đập môi chứ biên đập môi hay lô bị dẹp chết và thao bạch chiến biên bay nhất cứ và thao bạch chiến rô bao trang cổ sao môi và thao bạch chiến rô bao trang bị bàn môi hay và thao bạch chiến rô bao trang thì đi à môi chấm bàn cờ, những cái bay chỉ mỗi những cái bay đập đập mũi, để sau mà đọc, nè, bao công để sau mà đọc sự việc này, nè, rô bao cho đặt cửa sau mũi, rô bao cho đặt vị bàn mũi, nè, rô bao cho đặt cái gì à mũi, hay đặt lục quật ra chặt cái bay đuống thằng bạch thao mà chiên đấy, chấm bàn cờ, tôi thời gian chiên đập mũi đuống, ta thời gian chiên đập mũi đuống, đừng chặt tôi thời chiên đập mũi đuống, tiền ruộng trắng cứ học sập pì đuống, chấm bàn cờ, rồi đôi khía đấy. Tôi thì anh chiên đập môi đuôi nó cứ đôi khía cái cổ sao bị bạc thì giá khang lâu thì giá môi môi hay lâu còn trạng đến cơ biên của bài tiết là bật học à lưu bao nhiêu trang cổ sao đại diện tôi thì anh chiên môi đuôi sao tam bật biên tôi thì anh chiên môi đuôi sao tam bật hoa tôi thì anh chiên môi đuôi sao cái tia thì mình biết tôi thì anh chiên môi đuôi sao cái tia thì mình hoa tôi thì anh chiên môi đuôi anh đang khi mình biết tôi thì anh chiên môi đuôi anh đang khi mình hoa tôi thì anh chiên môi đuôi nghe là anh tập biết tôi thì giải chiến buổi đuống ara tập hóa tôi thì giải chiến buổi đuống ta thì giải chiến có đó đôi khi ta thì giải chiến để giải luôn cái giáp biên bảy của sáu vị ba cái giá đây ta thì giải chiến nông nông sao tam phật tử biết sao tam phật tử hóa sa cái tiền biết sa cái tiền biết hóa anh đang biết biết đang anh đang hiểu hóa là tập bảy đuống tiếp được đập môi đôi khi rồi ta đó chặt tôi phải chiến cho bạn rồi những cái bài thao mà chiến biên đập môi đuống tôi thì giải chiến biên đập môi đuống ta thì giải chiến biên đập môi đuống chặt tôi chiến biên đập môi đuống đấy cho bạn rồi rồi tạo ác biệt học sắp đi đuôi nên lương tiền nên cứ ác biệt tiền để ác biệt sau mà đọc tiền đấy đó sau mà đọc biệt đại học sắp đi đuôi thì biệt tiền hai cuối sáng có biệt sau mà đọc hay tục ca chất có biệt sau mà đọc đi đuôi hay ca mau chả đang sau phần ác có biệt sau mà đọc đọc đi đuôi hay chúng đây là rồi bao chả đang chiến có biệt sau mà đọc tập chậm tăng học đi bật thao mà chiến rồi quân ta đang chặt tới chiến sắp tại sau mà đọc tăng học hay lô quân trang chiến có đôi khi chậm tăng học đi bật thao mà chiến rồi quân ta đang chặt tới chiến có chiến sau mà đọc đôi khi tăng học cho bạn vợ những cái sự mất biến học sắp đi đủ những cái sau mà đọc sau viên tình ý và tới cái chiến tô mà đọc sau viên tình ý mình cho bạn vợ tô mà đọc sau viên tình ý biến đi đường để bật nóng cái cài nóng nóng tô sạc mùi lên chất đi đường cái nào hoàng phí những cái ổn biến chất ná để bật con đời tô mà đọc sau viên tình ý đi vì để thân năng hạng ổn chất nông phí những cái chi ác cụ sọ tụi thế này ác cụ sọ là chất cho bạn vợ mình mang chi cụ sọ đi bởi ta đang lâu cài cái đó lâu viên cha cái đó lâu chất những cái đó nông tê na cả na na ti phục phong tha na cái đó hơi chạy tô mà nó sâu hơn tí nên cái chí tô sáng chết đấy cho bạn vợ nè hay biên ti đuông cho bạn nóng đấy cho bạn vợ cái nào ti ti đuông đấy cứ ăn biên chết là tí để bà con đấy tô mà nó sâu hơn tí đi nè đang tới cứ ok khao về tí biên nga sập rạm đủ bạn đòi ca mau cho ra ok khá sang tập ti đuông cứ lô phía buồn, cho bà đang gọi lô phía buồn đấy cứ là lô phía buồn cứ đôn tí phạm, tí phạm bối, tí phạm bí, tí phạm phạm bày và còn đôi bên khao về tình yêu thằng học hay mô hát tí, tí đường đấy cho bà đang gọi hay tục càng chất cứ đọc đọc tí đường hay tục càng chất đọc tí đường hay tục càng cái gì á, tí đường hay tục càng chất đây chỉ việc bạc á để đặt theo việc bạc kia thấp cho bà đang gọi đang cần là tiền hay tổ ca bị mang đến từ đọc tỳ đuôi, lúc nông bị mang đọc ram đuôi biên sọc mùi đuôi, hay biên tục mùi đuôi,
à sọc mùi đuông tục mùi đuông cho bạn vô hãy biết sao mà nó mùi đuông tiết cứ bày đuông những dụng bày đuông nó chính là sao đọc bì đuông nó cứ sạch để bà con tôi về khá về tình yêu tặng học cho bạn vô tục nó không ngang của sao bị bá mùi đuông hay sọc nó không của sao bị bá mùi đuông hay sao mà nó nó không của sao bị bá hay sao mà nó sạch để ra nát mùi đuông những cái nó sao cao thì đấy là bị bá cái đó biết là làm đuông sọc muối tổ tục muối hay sau mà đầu muối bay những cái nơi sao đập pin những cái sao tài chiếu của bề khá nguyên thời điểm đó những cái diệt trừ bác hay tục cả nó ngoài hay tục cả cái đấy cứ biết đầu bề khá thì đuôi cứ đuôi thì muối hay chỉ muối những đuôi tí thì pin cho bạn có bạn nhận phía đeo với chân áo muối đuôi nên bạn đôi phía đấy với chân áo muối đuôi những cái hay tục cả cái đấy những cái và còn đầu bề khá nguyên thời điểm đó hay mà hai cuộc sống buồn đuôi cho bạn có đuôi thì pram thì bầm muối thì bầm pin thì bầm bay những mà hai vị bác gặp buồn đuông đôi cái đĩa chậm tăng âm đi đuông đi phạm đo đi vào bầy đẹp đẽ à, mà hai cái đĩa gặp buồn đuông đấy chậm tăng âm đi đuông đi phạm rồi họ sẽ đo đuông tí làm bầy thấy đôi bao giờ đang ban cho mai chiến biến bầy đủ trong rằng vừa cụ sau mỗi vị bác với cái đĩa mùi nè à, hay à đôi bao giờ đang tập đi đuông sau thầy bà con đầu về khao về cái đĩa đó à đôi bao giờ đang cụ sau tập đi đuông đấy trong rằng vừa tiền cụ sau buồn vị bác buồn cái đĩa buồn đấy sau đấy và còn đối với ổ bề khá quên tình yêu thẳng hợp bởi ổng bên hồng chiến phí cứ ổ bề khá đang ngay cái đất tạng hay nâng lô cô trang phát cho ba chiến răng rộng bay đuông tiết à, trao chiến hà sắp răng đuông cho bà răng cổ nâng ổ bề khá quên tình yêu nâng cho bà răng cổ ta tới đây đòi khai quên cho bà răng cổ nà đây đòi khai chết mùa đôi một hai mùi đuông để bà răng cổ nông đây đòi khai đuông cử thì mỗi chân tiên bởi đôi bậc hay mùi đuông đi chia là hết cả họ là chia là hết tổ các chân đọc rộng bầy đuông chia sẽ hết tổ các chân bởi đôi bầy đuông cho bà răng phổ chân bởi đôi bậc hay mùi đuông đến cư đứa thả chân bạc sẽ bởi buồn đuông đến là hết tổ các chân đọc rộng bầy đuông chứ khi nó sao rộng bán nó sao rộng bán chia sẽ hết tổ các chân cho bà răng phổ chân bạc sẽ bởi buồn đuông á là hết tổ các chân đọc rồi bay được con. À, bà xin chỉ cách mà rồi bay. Bà xin chỉ cách bay sẽ phẩm bốn là sao tai nè chặt mùi. À, là sao chặt sập mùi đuôn nó cứ chia sạc hết tổ cả chặt. Nè, cho bà con biết hai tổ. Bà đang hai nó cứ chia cổ sọ khla. Hai nó cứ chia bị bà khla. Hai nó cứ chia cái gì à khla. Nè, là sao chặt sập mùi đuôn tiền nữa nữa. Cho bà con tôi sẽ khai nữa. Hay đập rồi bay đuôn đốt. Cứ ăn hết tổ cả chặt. Cả lăng bê nát cứ ăn miên hai cả đường cho bụi khơi ruộng lưu sâu sầm lên thông lần đang ruộng đang phao đập biển nên cứ giả hết tổ cạn chặt cho bạn tổ nè cà phê nát cứ khơi ruộng nên cứ ăn miên lô kia tô xa mô há ăn miên là lô kia tô xa mô há để kia củ sò lấy cứ ăn miên đó cho bạn tổ chứ ngày hết tổ cạn chặt đập được bảy luống là sò cào vì nên sạch đấy chỉ sạch hết tổ cạn chặt đó và đã hết nên cứ sạch hết tổ cạn chặt nên cứ miên hai tiền củ sò và biết tiền ăn củ sò và biết tiền miếng bạc và biết tiền kỳ giả hai cái cọ biển đó cho bạn tổ hay ta tới đây đòi sang bờ dốt quỳnh cho bà răng phượng sang bờ dốt đến quỳnh yên là sang bờ dốt có biến yên là muốn bờ dốt có biến quỳnh chỉ cái cha sang bờ dốt có biến tịch thế sang bờ dốt có biến nè cho bà răng phượng một thanh giác sang bờ dốt có chỗ là sang bờ dốt đại nên cứ sang bờ dốt biến trà nó biến là tạm quỳnh yên là sang bờ dốt bôi tịch thế sang bờ dốt bôi quỳnh chỉ cái cha sang bờ dốt bôi một thanh giác sang bờ dốt bôi hay đừng say bôi tiếp cho bà răng phượng bạn đi khác ai tiến hả à bạn đi khác sang bảy giờ mùi sang bảy giờ nông chất bồ đôi và thầy mùi đuông đi thả bài sập bồn đấy cứ biến trang tập hết như là sang bảy giờ là tận thế sang bảy giờ à hay bây giờ cái khác sang bảy giờ cột thay cha sang bảy giờ hay những bạn đi khác sang bảy giờ à tận thế sang bảy giờ nông lô khác tại bây giờ bạn đi khác sang bảy giờ nông tô sang mùi là chất pi đuông tại bây giờ cột thay cha nên nguyên chỉ cái khác sang bảy giờ nông mô khác chất tại bây giờ tất nhiên là sang bảy giờ nó không ca mau chăng cuộc sống của biến ru mau chăng cuộc sống của biến à ru mau chăng chết của biến à ru mau chăng chết của biến lúc của chết của biến nhiên là sang bảy giờ cho bạn cô nè chuyện sang bảy giờ là chết sang bảy sắp tập đi đuông mà đang chết đại chuyện nhiên là sang bảy giờ chết sắp tập buồn đuông cứ mà hai cuộc sống buồn mà hai bị bạc buồn nên mà hai kỳ giả buồn nè đường tì mát đây chỉ như là sang bờ dốt đứng cho bà răng cổ đường tì môi thì cái
đường tìm bôi tìm bì đường tìm bám tìm bầm bồi mà hai vị bán và đôi khi đường tìm bôi tìm bì hay đường tìm bám tìm bầm bồi buồn đường mà hai cái giá của buồn đường đôi khi đường tìm bôi tìm bì đường tìm bám tìm bầm bồi cho bạn vừa đường cứ cao bồi trái sau phần ăn chật nè hay chỉ riêng là sao bây giờ ăn miếng đây nó không ăn của sao lại chật đập bì ở trên cái chật đập bầm bồi nó cứ ăn miếng đây miếng là cao bồi trái tập hết đấy sau sau phần ăn để phần đông tập hết đấy chật là cho phần đó tập miếng riêng riêng là sao bây giờ cho bạn vừa chấm nay mà hai cái tăng chân một hai trăm pi đúng chỉ riêng là sang bây giờ tổng chấm rạng cổ tiêm bị ban tiêm cổ son tiêm cái gì ai nâng chấm rạng cổ sát thành riêng là sang bây giờ tổng đô bao chấm rạng cổ son pram mà đô bao chấm rạng cổ son pram hay đô bao chấm rạng cái gì ai pram nè đô bao chấm rạng cổ son pram bị ban pram cái gì ai pram nó cứ đọc pram mà hay à đô bao chấm rạng chất đọc pi đúng tiết cổ son bốn bị ban bốn cái gì ai bốn tiết cứ một hai trăm trăm pi mà hai cái tăng chân một hai trăm pi nó cứ chỉ như là sang phải dọn đó cho bà đàn cổ tàu bay chia chia cổ sao bị ban cái gì cả đời hay lâu con trăng chặt sai sập đuông đấy cứ chia chia là sang phải dọn đó đâu được thì tất thế cả tăng tất thế cả tăng sang phải dọn buôn đuông tất thế cả tăng sang phải dọn buôn đuông nó không chặt tập hết năng cho bà đàn cổ cái nào tiến tất thế sang phải dọn đấy tiến cho bà đàn cổ nó không chặt tập hết năng tôi sáng tiền tất thế sang bây giờ tôi sáng chết tỷ đồng anh ấy chơi miền là không bộ lô hè một lần chết tiền nó không lô hè một lần chết buồn đuông cho bạn có đuông tỷ môi đuông tỷ bay mày đấy đuông tỷ môi đuông tỷ phí đuông tỷ môi tỷ phí sau mà nó xa xa cả tăng tất thế cả tăng sang bây giờ tăng ăn sang khai được tăng đuông tỷ môi đuông tỷ phí cứ sau mà nó xa xa cả tăng tất thế cả tăng sang bây giờ tăng sang sang khai được tăng đúng thì mỗi thì pi nó cứ biến chia tách thế cả trạng sang bây giờ bật lại nếu trong cái này mỗi ăn sang khai được cả mỗi sang sang khai được cả thì đúng thì pram pram thì bằng mỗi thì pram nè thì pram thì bằng mỗi nó cứ chia tách thế cả trạng sang bây giờ đối thì ok kha sang cả trạng tách thế cả trạng sang bây giờ trạng ăn sang khai được cả ok kha sang cả trạng tách thế cả trạng sang bây giờ đang sang sang hai đường cả. Nè, có khi trong là chỉ ok kha. Ok kha cho bạn cổ. Nè, đường đi pram thì bằng mũi nó cứ tịch thế và nó ok kha. Đường đi mũi thì pi nó cứ tịch thế sang bây giờ và đấy sau mà nó cho bạn cổ. Nè, biến tịch thế sang bây giờ buôn đường đấy. Này, bạn đi kia sang bây giờ cứ biến đi đường và nó. Nè, bạn đi kia nó cứ bằng phó mà đo tô sang kia đã sạch cho bạn cổ. Nó không tô sang mũi là chân đi đường cho bạn nó. Bạn đi kia nó chất đất tay cao thì những cái ọt miến bạn đi kia sang sang bây giờ thì những cái bạn đi kia sang bây giờ nó không về này mà nói cái gì ai cũng sao nhập chất ấy về chất cái cha sang bây giờ môi đuông nó không chất ấy cho bạn có nó không lô thế hay là lô sang mô hạ đấy là mô hạ môi chất tiền mô hạ chất môi đuông cha sang bây giờ đường tìm môi hay đang hay chạm sang vào giấc môi đuống cứ nóng nóng mồ hạt chạy mồ hạt chạy lên tì nhuống cứ bị chạy cái chạm sang vào giấc môi một thay chạm sang vào giấc môi và còn đó ok khá quên tình yêu đôi khi nó đang bị chạy cái chạm sang vào giấc ok khá quên tình yêu đang một thay chạm ca đi mê chạy nó có chi và còn ok khá quên tình yêu bước nóng gần ai để đi mê chạy chạy nó rất xe mà xa mà vừa được việc chứ cứ ăn miên ca khăn khăn rồi miên sợ bài thì chạy chạy bằng nơi và đã bằng nơi nóng nóng ca đi mê vì chứ cái khác là đôi khi hoạt biến khăn cao hoạt biến sau mà nó sợ bài hoa đi đi nó không ca sẵn sài đi và đấy không ca sẵn sài nó cứ bật gom đôi phẩm hình đi bên tình yêu bằng người cho bạn cổ chứ cứ phẩm hình sang bởi dụng cái chết nó cứ biến bật đơn cho bạn cổ nào biến xe biến bạc sắp rộng đi đường đấy biến tiền cổ xó cho bạn cổ biến tiền hạ cổ xó biến tiền ủy bác biến tiền kỳ giá biến tiền lô con trạng cho bạn cổ biến tiền lô bởi dạng chất lô con trạng chất cho bạn cổ tới cứ chia vô bài yết biên sang sập buồn đuôn này chia vô bài yết để chết biên sang sập buồn đuôn cứ bạn đoạt tình thế cả tăng vô bài yết buồn cứ đuôn thì bảy cho bồi đăng thì buồn hay thì bầm pí cho bồi đăng thì bầm bảy à tình thế cả tăng vô bài yết đó hay tổ căn chết nó bầm bảy đuôn nè mà hai cục sau là chết buồn đuôn hay mà hai vị ba cái chất buồn đuốc mà hai cái giá chất buồn đủ nên cứ chuyển nhiên là sao bây giờ nè mà hai cục soi buồn đuốc chuyển nhiên là vô bây giờ cho bà đàn phượng mà hai vị ba buồn đuốc chuyển nhiên là vô bây giờ mà hai cái giá buồn đuốc chuyển nhiên là vô bây giờ nè cho bà đàn phượng hay
tịch thi kata vô bây giờ có biến buôn đuông đấy. À hết tục các chất đập bây đuông có chứa vô bây giờ tới chân đẹp hoạt biến như là sao bây giờ thế cho bạn tổ hoạt biến như là sao bây giờ thế cứ chứa như là vô bây giờ tỏ hết tục các chất đập bây đuông nà chứ cứ vật hết vô bây giờ tới chất nhất cứ biến bình đẳng cho bạn tổ biến sao sập buôn đuông đấy. Hay ta tới bên đây thì vật mối đôi song khá chất một đôi vật hay môi đuông đều bật đọc đông đây đôi song khá nước từ kia asang karika chất sam sắp rập bì đuông cứ lô kia buôn đuông đuông tìm mối nè bay tìm mối tìm mạng tìm mối tìm bay tìm pram tìm pram tìm rập bì đến cái gì asang karika chất hay tô sang môi đuông cho bà con tô sang môi đuông cứ chi asang karika tô sang cứ biến bì đuông cứ asang karika mối asang karika mối hay mô hát bì đuông cho bà con mô hát cái gì asang karika tiếng ông mặt miền đàn anh đặt nòng ở lồng gỗ thì cái lồng gỗ hay cho bạn cổ chứ cái bây giờ chưa bạn cổ bây giờ chưa kê đó là chưa kê thả là miền miền cho bạn cổ miền chưa kê thả đọc nòng nông đến từ miền miền đẹp và đã hồi nó sẽ đầy sóc đó mà lúc tôi tới đồng lồng cho bạn cổ nè nhạc na từ đất thuộc xong lại đến tới là dục bài dục chế dục nông chậm đấy hay là sai dân đất nè cái này đến cứ ao xịt đây xong là dừa nồng 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 và dân chưa chứng thì mà buôn chứng dân dân chưa chứng dân đến cứ vô hạn đến cứ ca đắng bên là sai cái đắng nòng đấy à cho bạn thử chưa kinh chứng vô hạn đến cứ lâu làm hai chi à sang hai được cứ ca đắng cứ ăn miếng đắng na và buôn ao giờ bốn đây là ngon luôn này cho bạn thử hay cho bất kỳ mình bỗng nhiên mặt chưa gây đấy và đấy là biên cái bọc ra bọc bùa chiến thức rồi chưa khó tạm gây chiến thức những cái vật nghiên xã sang khá địch cả xã sang khá chia xã sang khá địch cả là chứng và nên cứ ọt thì mà bây giờ được một cái thằng đào mới chấm chưa gây đấy cho bạn vợ là được một cái thằng đào thay đấy mẹ cái bọc bùa thôi được một chấm chưa gây nát cho bạn vợ mẹ cái bông bùa lá theo dân là vong tam cái lá cứ mẹ mà còn bây giờ con đang đi thằng nào mấy theo dân chưa đấy cho bạn vợ chưa cái đấy cứ mẹ mồ hạt thấy chưa cái đấy cứ mà cha đặt thẹn đấy à dồi khóc đấy cho bạn vợ dồi khóc à đặt thẹn mà cha đặt thẹn đấy dồi khóc tam cái chia hà sang khai được cả mũi chia sa sang khai được cả mũi càng dồi khóc và đấy mà còn đi ca là vong thằng nào dân con đang cho bác theo dân chưa cái đấy ai khăng đa bây giờ là ngon đấy cứ men nang đặt nó mình ngon khăng nóc nòng chặt tập bắp luôn ai hay tập bắp tổ nè vừa cài tập nòng chặt mồ hạt từ sai vừa đây tam tập nòng sơn đan để chặt tập bắp luôn ai hay bạn thì bọc đặt nòng tới chừa hay bởi tham mồ hạt ăn bia tập nòng gần nang đấy thì đặt nòng giờ nãy còn chưa đặt nòng tập khăng khóc giờ nãy còn chưa tập bắp tổ nhưng cứ tập nòng gần nang đấy tập hết mồ hạt tê để chưa tam tê luôn cứ chỉ lô kia mình cha đặt thêm tê tập bắp tổ nà chắc cứ ăn hết đủ cả chất mình nà những bầu hàng nó cứ chia sẵn hai đứa cả thằng họ nữa nè ăn hết đủ cả chất đó và bày xuống cứ chia sẵn hai đứa cả đấy cứ ăn miên được nào bọc đặt nó mọi cái đấy cụ ăn cụ sau là cam miên cụ sau là cam miên cả lang đây mà đó cho bạn cô ai cả lang bạn tụ bay nè nên cứ nà đặt máy trong thiên là đủ đặt máy trong chư cho bạn cô tụ hai sa hai cái tay cái đặt máy trong chư ăn trong chư đấy nà cho bạn cô nè cho bạn có cứ ăn miếng này đôi chân thì khôi tê và toàn để cầm miếng đông cầm miếng đông mò thôi ở bạc tiền cầm miếng đầu tiên này và sân vợ ăn miếng ăn cùng sao lâm cầm để vợ ông ban thôi bị diệt bốn thế cứ tục hạ sàn cả tăng cả nhiều diệt cứ ăn còn nông nông tiền này cho bạn có bữa ăn say nên đặt tay nó cứ đặt nông hồi chưa cả bàn bán chứ cứ mà đôi nông lộn nó cứ nên đặt tay nó cứ say thì chưa tạm tê ông cho bạn có chứ cứ ăn thì cho bạn có say vừa mẹ cả tháng ngày sai như là tay đặt nón ngày hai tuần càng chặt nhất cho bạn cổ cả tháng ngày sai cùng sau là cám đang ăn cùng sau là cám hay đôi chân mi á cho bạn cổ mi trong sầm lấp bỏ biên biên bỏ ông sầm đây nêu rất thưa ơi thuy ông thuy dung đồng mò lơ cổ biên đẹp lơ biên đầm như đầu kia và sân bờ ca đứng cứ bỏ biên hai cùng sau là cám ba na thì ba đập bay sầm lấp sạt kê bị chết một đứng cứ bỏ thưa ấy nè không cả đang đứng cứ mi đứng cứ sầm lấp bỏ ông ba cho bạn thôi, nông cạn để bỏ, có bụng trăng đang bia vào cái chai nè, bia nó cứ sầm lặng bỏ, thua hỏi bỏ cái chữ bạn, tục hạ sàng hạ cả tăng càng nhiều diễn càng lặng bạn,
và đấy vừa ấy cả lại ăn vặt trong hội đèn chứ và đấy đèn nắng chưa ăn vặt pro ăn cổ sao là cảm được luôn hay những cái mình toàn bàn thôi cho bà đang thôi mình bàn thôi rồi thay mình toàn biên một căn hội thọ lại chỉ đạo chân tay nè cho bà đang thôi chứ cứ ăn cổ sao là cam ăn cổ sao bị bàn đấy hay tổ càng chết những cái càng đang ăn biên đang bàn đặt nọ thì cái ăn cổ sao là cam biên ăn cổ sao là cam biên thọ bị bàn những cái càng vì gì để xong cú những cái mà cho bạn tổ tụi bây nên là đây những người mình chọn cả lắm có trang trại cả này cho bạn tổ tôi chỉ biết tập viên thiết học chọn chữ nè để mà tập viên đọc món của chữ mà hay nông ca đây bây giờ những người một trang bóng cho hỏi bóng chữ cho hỏi bóng sắp và đấy ăn cụ sao thì bạn hoàn toàn hỏi khó cứ vừa ăn cả là cho bạn tổ chứ hay mà hai cụ sao là chất buồn đúng mà hai bị bạn buồn đúng nên mà hai cái gì buồn đúng nên cái gì ăn sáng khai buồn đúng đó đó cho bạn tổ đó chia sát sanh khai được cả chất biến tục bảy sắp buồn à buồn tiền bảy sắp buồn cho bạn có nè biến bảy sắp buồn đúng cái bạn đã lô phiền buồn đuông nè tổ sản buồn đuông hay mà hai cổ sao buồn đúng bạn bị bạn buồn đúng mà hai cái giá buồn buồn đuông mà hai cái tăng chất một hay buồn chặt hai chia sát sanh khai được cả chẳng hạn pru hà sai cả thuê bỏ để cầm cả ngồi chờ đặt cổ sao thuê bỏ để cầm cả sân nó cứ giang đào sân từ mà hạt tăng chất những cái cam lắng chiên cầu mà hạt tăng chất cam lắng đời đời phát sinh ra càng bò đến cam chiên thành đam cứ on hai cam lắng bạc đi cho bạn cô hay năng lượng của tăng chất sai sắp tăng on chất chiên sát sanh khai được cả bru hạt sai cam cho bạn sẽ tiếp tục hàng chiên thành đam sẽ vượt qua cả học rộng cho bạn này sẽ tiếp tục hàng thế cứ mình hạt lượng của tăng chất mình hai cam lắng bạc đi cổ phong thôi tiền cổ phong đẹp sáng sáng lô cốt trạng chất mình hai cam lắng bạc đi cho bạn cô cam lắng cứ hạt sai cam cho bạn sẽ tiếp tục hàng chiên thành nè chứ cứ sát sanh khai được cam biên bảy sập nè biên bảy sập buồn đường đến chấm răng cổ còn tới thì tập bị đây đời sau và nặng chân môi đôi mà hay môi đuống đây và bên đầu đồng này đời sau và nặng đúng cứ chia sau và nặng chết sam sập đuống ban đoạn của sau là chết tập bị đuống đang hay tổ can chết tập rồng bay đuống chia sau và nặng tổ chấm răng cổ chân những cứ bệnh sao tổ ai của sau là chết tập bị đuống những cứ chết bệnh sao khó và còn đời ăn hết mà và còn đời ăn của sau là chết là sang họ chúng ta đang nghe tụng các chân đó và bày những cái ăn và con chưa bồi nên ăn cùng sau là chưa được sạch đấy và đã ăn biến sau và nặng chưa được sạch cả luôn chưa bồi cho bạn rồi chứng chặt hai chi ăn sau và nặng đây cho bạn rồi biến sạm sập luôn đấy là ăn sau và nặng chất biến sạm sập luôn cao thì những cái gì sau và nặng chất chẳng hạn cho bạn rồi chỉ sau và nặng chất cao sập bồi đúng cứ bạn đang đang bồi cho đang sau và nặng một hai bồi đúng mà hai cái ta một hay bập bì đuốc nâng lô cột rác sai sập đuốc chặt thái chia sau và nát chẳng hợp đi bập bấy đây đòi chiến cho bà đàn phục đây đòi chiến chất mùa đôi mập hay bồi đuốc đây bập bật đầu khăn nông đây đòi chiến đuốc cử chia hai chia là chất hai sập buồn đuốc cái bàn đó hai cột sao là chất bập bì đuốc hai tục ca chất là bập bấy đuốc nâng ca mau chặt sau và nát chất một hay buồn buồn đuốc cho bạn vợ những người già chia là chết tặng óc cho bạn vợ số máu cứ cao màu cho đang chết một thầy cao màu cho đang chết hai sập buồn luôn những người chia là chết tặng óc cho bạn vợ chúng ta chia là chết biết học sập tập pi đúng bạn đào ru màu cho đang chết tập ram đúng à ru màu cho đang chết tập pi đúng nên luôn cột đang chết sai sập luôn đấy cứ chặt hai chi chiến chia là chết cho bạn vợ chiến chết à bạn đang cho bạn vợ ta tới thì bằng buồn đây đời luôn bị giang nè chất một đôi một hay mùi đuống đều bật độc nông đây đời lô kỳ dân đúng cử chỉ lô kỳ dân chất bạn sập mùi đuống nè bạn đó cả màu cho đáng chất hai sập buồn đuống nên mà hai cần tác chất một hay bật bì đuống nên cứ chỉ lô kỳ dân chẳng hóa cho bạn vô nông đời chất nên cứ tụ bày lô màu cho đáng cuộc sống hay lô màu cho đáng cuộc sống cả lá còn nếu chỉ bật hết đầy lô cặn đầy lô cặn nên cứ biến cả vì đẹp tờ bình hết cho bạn vô đây chỉ lô cột rạc chất cứ sai sập đuống lô cột rạc chất nó cứ chất nó cứ cả lăng về nãy cho con là lô cột rạc chất cứ cho nó có tập bí cá chặt chứ sao vui vui lực nông vật là sẵn sàng cho nó lô nâng bàn này cho bạn tôi cho nó có tập bí sẽ gây tục bàn đây thì đó đây là cảnh bên cho bạn tôi đây là cái cứ chất mùa đôi mập hay mùi đuống đây bắt đầu nông đây là cảnh đuốc cứ chất mùa đôi mập hay buồn đuống thôi cách đập buồn nè chất đập đập buồn đuống thôi mà đi sẵn thì cảnh cái cảnh ca độc nông nông độc ca độc nông phục mày cho bạn vợ biết là đọc đồng pi đuôn ở đọc đồng buồn đuôn đến thế để nông độc ca độc nông phục mày bạn sắp kia viên là tê cao tê chất đọc đồng buồn đuôn đến mình hả
đầm bay nằm ao tàu cá nóc nóc phục thay bán đây cho bà đang phục tàu cá nóc nóc phục thay nó cứ sam sập bôi phục đó sam sập bôi phù đó đẹp má chỉ nên nằm tàu cá cứ chết nằm và buồn đường đấy ăn miên cái đất tây bẹ hát thì tây bẹ sầm ba sam phun rồi thay dùng bờ điên dùng một bài lại một dùng dùng đâu cứ ăn miên này cho bà đang phục để dùng tàu cá nóc nóc tàu đồn đấy cứ ăn sai chết nên tôi cần này ăn miên dùng một bài dùng bờ điên bằng hao tới đây thành cho bà đang phục cái nam biên hạc sao là cam tới hạc cổ sao bị bán với cách bệnh sanh thiết theo bệnh sanh thiết không được này bệnh tái vừa ăn biên hạc cổ sao thế cứ dùng bệnh dùng một bài là cứ một một phương cách bệnh sanh thiết nó bao nhiêu tục ca nó không được đúng nó cứ ăn bạc nam biên đó mà buồn đúng đấy cứ ai hết tục ca bị bán thì đúng là cổ sao bị bán mỗi hạc cổ sao bị bán mỗi ngày hết tục ca bị bán đấy cho bạn có sao của bề khá sanh tây là nắng chân đấy cho bạn có cuộc sau đi bàn mỗi ăn cuộc sau đi bàn mỗi cuộc sau đi bán nó phải cai bao nhiêu bản đúc bản đấy bị ca khoan khoan rồi thà đây khoan để chiết lo mà chỉ đang đi cầm nào đó cho bạn có ca một hơi cứ đây khoan cầm cái đó mình chỉ mong thà thì tổ ca chết nào hơi một ca chỉ bản đúc thế nè luôn ra để khoan nó không cầm nào để sân thi không cầm nào để sân thi nhưng để mà đó cho bạn có à cứ ăn cuộc sau đi bàn đấy nào mọi mong bệnh sản thì chỉ mình bệnh đặc khoa công ty cầm ná rồi thả là mình nuôi chuột đây giờ đang trên tay cài máu cứ chỉ mình nuôi đôi khi bệnh đấy chuột cho bạn rồi là chuột như thế khi nào mong còn là tìm bệnh đấy lúc nào thả mình nuôi đại cài máu chuột những người nhập hoàn sẽ sáu làm tí cả thật nó đặc sô ra cho bạn rồi để chiết một những người thật đặc sô ra hoàn những người miền bắc những miền tây cứ nhăn hồi hoàn là sẽ sáu những người kia đâu không nào luôn phải đây là khang là sô đặc cài là sách sau làm phi đánh bóc nó phải cài cho mình đốt thôi mà đốt đến cứ chú quân cho bà đàn cổ rất là sạch xa ấy bằng chạm bằng chạm để cho bà đàn cổ hoặc chạm hoặc chạm được kỳ nên cứ phó làm phi ca thắt nó tức sô ra nên cứ à hê tục cá chân nên cứ nào mời cài mới cho mình đốt đến chân thì cài phi cầm nạn hê tục cá chân ác rồi sao bị bàn mối thôi cách bà đề sạch thì nó không được không tại thì đi khang là sô đặc cài thế mà dạ thế nhé, cái ăn miên sập tiếp na đầu tây để nào mà ơi sang tàu cá nóc nông cầm nát đấy cái miên tệ ăn cuộc sau bị bán để cầm tí ăn cuộc sau là cầm để cuộc sau bị bán để cầm tí cuộc sau là cầm để cho bà đàn cổ mà hai bị bán của bay luôn vừa cây bên đây sang thế nào bởi cái bao chiều mà đốt rồi thay tiêu và đá của mùi chọn cho bà đàn cổ tiêu và đá của mùi phu nên mà đốt mùi đấy từ là sai mà hai bị bán của bay luôn đấy từ non tàu cá cho bà đàn cổ hay mà hai con tao bị bán và buồn nào mời tàu cá nóc nông trung mà lô cho bà đàn cổ trung mà hai con tao bị bán và buồn đấy từ non tàu cá nóc nông trung mà trung tập pram phu hay nóc nông ăn trung mà trung buồn phu cho bà đàn cổ chân cứ biến và buồn đấy cho bà đàn cổ chân cứ đang chân đau và buồn đấy cứ thưa bà đi sanh thì cảnh chân đau và buồn đấy là đa thưa bà viên cả cảnh cứ là còn khi cả thấy chân đấy cứ để xa đâu ăn tập hiệp chiên cầm nào tập tâm chi đấy hỏi biến ăn tập hiệp đấy cứ rồi đầu tiên đấy cứ cầm non là vô cắp nó không phù phù đấy cho bà đàn cổ chân đấy cứ để xa non để xa tập hiệp đấy cứ ở đầu cung và đấy đôi đào đàm na đào óc ai vô khay nó không ai tập hiệp đấy hai tháng phù viên cả cảnh hay to tới cứ chân chân đã phù buồn đấy thôi phù viên cả cảnh hay thôi chỗ để cách của chân đã phù buồn đường đằng đấy cho bà đàn cổ to tới chân tì đốm thôi à quay chân nặng cảnh cứ chặt tì đuống cứ ăn hay tổ cang cứ đi ăn tì đuống cứ đuống thì mối thì tì đấy cho bà đàn cổ thì mối cứ quan nhật thủy đều với chân đá đều ruộng đang gà đó ruộng sầm lệch đang ruộng phơi đập biết tổ nông quan nhật thủy hay đuống thì tì cứ bản đồ thủy đều với chân đá đều ruộng đang gà đó không nông bản đồ thủy cứ đều ruộng nó thom bia đó chỉ đào cho bà đàn cổ ruộng sầm lệch đang ruộng phơi đập biết và bán đều ruộng nó thom bia đó các bạn đặt thom bia đó cứ bạn đào quan nhật xì xì đặt đi cho hay cùng bông mà đai cùng bông nâu nông tì na nông về đấy cứ bản đồ thủy đều với chân đá cho bà đàn cổ hay bởi điều luôn nó luôn sập lên trong phần đầu biết từ luôn những cái bậc bậc ấy nó để dân làm khơi nơi nông đi nông luôn chỉ đầm những cái còn điều luôn nó luôn sập lên trong phần đầu biết những cái cho bạn cùng những cái chân để thôi cái điều luôn nó đó miền tì đường đấy thôi hai với chân đá cái những bà cả điều luôn nào đó cho bạn cùng hay chân tì đường thôi tiền sản năng cái nè tì đường cái trang không bình như là chân tì đường thôi tiền sản năng cái cổ sau bị bàng mối ăn cổ sau bị bàng mối khơi rung lò mối khơi rung bánh bánh lò mối chân tì đốm thôi sau và nặng cách cái cách lưỡi sôi sầm lên từ sau tàu nhiên tì đốm lưỡi sôi sầm lên lò mối lưỡi sôi sầm lên bánh bánh lò mối chân tì đốm thôi kia là nặng cách cho bạn vừa từ chân tì đốm thôi cứ kia tàu nhiên là chân tì đốm không khẩn khẩn lò mối khẩn bánh bánh lò mối chân tì đốm thôi xa là nặng cách cho bạn vừa chân tì đốm cứ
chi bạch hà bình hiến thuê sai dân năng cách cách đăng ngạc đăng rô chẳng bạch ở sai dân năng cách những cái cách đăng rô chẳng ngành mối rô bánh bánh chẳng ngành mối chân phí đốn thuê phô sản năng cách cái cây bình hiến phí đốn cứ tục hát sản hạ tăng cây bình hiến mối đăng phó tập bìa rò lò bật lò chẳng bạch ở hay là sóc hát sản hạ tăng cây bình hiến mối đốn hay kia cổ sau bị bác đăng nông phó tập bìa rò lò cao định diễn rừng tuân tăng cập rộng nhỏ nâng cứ lò chẳng bạch ở chân phí đốn thuê sang bà đê chân năng cách nè chất tì đúng cứ ai hết tổ càng chất tì đủ cho bà đàn phổ sao bà đi chân này kênh những cái tập tùa nô rù xâm lên căn rộng hoa đọc tiện tất đang quan nhập phí nè cho bà đàn phổ nè cổ xo mỗi ai cổ xo bị bạc mùi cho bà đàn phổ cổ xo bị bạc mỗi ai cổ xo bị bạc mùi chất bay đúng thuê săn tây là nà cách cứ ai hết tổ càng ai cổ xo bị bạc mùi đúng ai hết tổ càng cổ xo bị bạc tì đủ cho bà đàn phổ thuê săn tây là nà cách cứ bị chà là nà đấy là bay đúng nè cho bà đàn phổ ta tới chất mùi đuốc thuê vô thao bình năng cách này chất mùi đuốc cứ ảnh hệ tục các cái giá mùi đuồng hạ thang bản đồ thuê dê nêu vô chả năng cho bà đang có thuê vô thao bình năng cách nóng nóng bằng chả thuê thuê bản đồ thuê nêu vô chả năng nóng nóng bản đồ thuê điều đuộc nâu rung xâm lệnh thân rung phát tập tiết nhưng thòm bìa đó nóng nóng bản đồ thuê hay thuê cầm nón cắn cái đây nếu cứ cầm nón cắn đấy chúng tôi sẽ rung xâm lệnh thân rung phát tập tiết hạ rõng phạm cho bản đồ nóng bằng bằng chả là chất bì chất hà sập buồn đúng thuê chế vật nè cách chất hà sập rằm đúng thuê chế vật nè cách cứ cách sau ấy nó bảo nó chất hà sập rằm đúng thế cứ ác của sao là chất bì đúng hả hết à hạ xe tục bật tiện chất bùi đúng mà ác của sao là chất bùi đúng mà ác kỳ đá bùi đúng mà ác cần tăng của sao là buồn đúng ấy đang mặt hạ cần tăng kỳ đá chất bùi đúng đừng lô con trạng chất bùi đúng đưa ta sai sập đúng cho bà cổ nóng nông lô bởi dạng chất miền tệ ác cụ xóa cụ xóa hay nâng kỳ đá tệ bẩn nóc ai thôi chìa bởi dạng cạnh bạc cho bà đàn bộ để thôi chìa bởi dạng cạnh nóng nông lô bởi dạng chất miền tệ ác cụ xóa hay nâng kỳ đá tệ bẩn nóc ai thôi chìa bởi dạng cạnh vị ba và chiết thôi chìa bởi dạng cạnh ọt bạc nên vị bạc chiết cho nên lô bởi dạng chất đi tiền cụ xóa và thôi chìa bởi dạng cạnh tiền vị ba và thôi chìa bởi dạng cạnh bạc cho bà đàn bộ tiếng chìa bởi dạng cạnh những cái biến hà sắp rạp luôn đấy ta tới cứ chết đọc mùi đuống thuê tật tiên là bà đăng kênh cứ tao dụng nó ở rõm ở rõm na để chia bà nè sau hơi nếu mà luôn cả đôi xùm lên cả đôi lên cả đôi luôn cả đôi thoa tập tiên cả đôi thoa bia lòng cả đôi để chia bà nè sau hơi nếu tật tiên là bà đăng kênh lắng cứ tao dụng nó ở rõm nếu tật đề mọc sau to đầu tiên cho bà đăng phường biên đọc mùi đuống cứ hãy tổ càng chất bày đuống cứ sau mà đọc cứ sẵn tay là nàng chất bày đuống nếu cho bà đăng phường nếu mà hao bị bán của bày đuống nếu cứ thuê sẵn tạm tiên là bản án cảnh cho bản án phương. Hay chân đọc và muốn đúng với chỗ tình cảnh. Cứ ảnh hệ tục các chân đọc đi, ảnh hệ tục các vị bán đi đúng. Thôi chỗ tình cảnh những cái cổ xoay vị bán, mỗi ai cổ xoay vị bán của. Hay mà hai vị bán của bay đúng, nên mà hai cả ta vị bán và muốn đúng. Nên để đọc và muốn đúng nên thế, để thôi chỗ tình cảnh cho bản án phương. Thôi cảnh hồi xa lạc, cho bản án phương chân đến cái thôi hồi xa lạc. Học viên chân đất tây ná. Ở miền đẹp ná thua dân sạp thì cho bà đàn bộ. Với chất nếu cứ ọt càng làm thế, cứ bà đồ sạp ọt miền thì bà đàn sạp ọt miền. Cho bà đàn bộ đây đập muối, đây thì đập muối cứ đau ở đó. Chất đập thiên ná thằng ở đó nà. Chất bà đôi bập hay muối đuông đều bà đồ khăn ông đây ở đó đúng cử. Chất bà đôi bập hay muối đuông bà đồ khăn ông ở đó tiêm bà muối tạm xàm củ. Cho bà đàn bộ, nâng cư chất mùa đôi bập hay mùi đuôn nâng cư bập rết trong nông ở rõ bập mùi tạm xong cù nông chạc khô bình yên đang ở rõ mà chạm ruông tăng phi đuôn nâng sao cho bình yên đang chạy sập lên tăng khiên là bình yên đang khăn đâu hay chỉ bảo hai bình yên đang ruông tăng ca dù bình yên phi đuôn cư đang thoát đập bia rõ xe bà già cho bà đàn bộ, xong bà đây chân này chất đang ở rõ trạm cho bà đàn bộ hay là chất cao phi nâng cư đang ở rõ bập mùi cho bà đàn bộ ta tới đó đập pí cho bạn có đập pí đây đời thui chất một đôi mập hay môi đuống đều phải tập nông thui đúng cử chất một đôi mập hay môi đuống à sai thui trang và muối nên bên à sai thui và muối hao thật thui là bị mụn cứ bệnh sinh thì phổ biến chuột tị chất na đời thui bệnh sinh thì cách phổ biến cách chuột tị cách chất nên cứ thui cách cào thui và đến khi nông cả na đời ca đang luôn sầm lên khăn luôn thôi đập biển nó không quan trọng quan đập hộp đi nó không cần ăn nó cứ thôi cách nóng nóng thui cho bạn rồi nhưng cứ chân để thôi cách cao thui bên bờ mạn đúng chân để ai thôi bên sân thì phải quen chỗ để những cái bên bờ mạn đúng cho bạn rồi miền vị
Mahakata vị amirupa vichara vị ba ram hay nâng arupa vichara vị ba bốn tiền. Chấm bạc bỏ chất đại thơ bởi sân thị tử vang chô tình nâng cư biên tập rầm buôn hay à hệ tổ can chất đại chia cổ sao vị ba mối cổ sao vị ba mối tỷ tiết được đọc đọc từ rô bao chả đang vị ba ram tiết đọc ram bốn phần tái rupa vajra pram hay nâng arupa vajra bốn á nâng cứ ắt thôi cần thuê sao tới tiền vừa thôi bao nhiêu không thuê nhất đấy tại mình già cho bạn vợ trai thuê đồng 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 cam nó cứ thuê cây cào thuê cả bán đồng thuê cả bán cái nào ở đây đó tradition thì quen chỗ tiền đấy nè để thuê cây năng cào thuê cho mình già nó cứ bán đó rupa vajra vị ba pram luôn vật thô miên bẩm mùi đấy cho bạn có chỉ tia sai rồi bỏ chết cả năm vật thô đấy chết một đôi bắp cầm tì đuống cả trăng hạt để giang vật thô chết buồn đuống mất là sai hạt để giang vật thô bàn đón à đu bao cho đau bị bán buồn đuống à đu bao cho đau bị bán nó cứ mất là sai hạt để giang vật thô đấy rồi ấy rồi cả năm à đu bẩm rung tay bây giờ cho bạn có cả năm à đu bẩm rung tay bây giờ nông nông cam ăn bàn thế nông nông rút có ăn miếng chật những cái này và đấy là lúc bao giờ bị bàn đấy cái nông nông ăn lúc bao giờ đã phun tại bây giờ hay là lúc bao giờ đã phun ăn miếng rút rồi cho nó chật để kêu bệnh à say hạt để giang vật thô nè vui để họ rồi sau cái ông pin đấy cứ à trai già say hạt để giang vật thô cho bà đàn con nè trai già say hạt để giang vật thô đấy rồi sau cái ông pin đấy mà ta tới cứ đập buồn cho bà đàn con tập bốn đây đây bình nhiên là thiệt nè bình nhiên là thiệt chân vào đôi mà hay mùi nuốt đều bắt đầu năm đây đời bình nhiên là thiệt nuốt cứ chân vào đôi mà hay nuốt mùi nuốt chuyện thuy mang cho bình nhiên miền đọc nè bình nhiên là thiệt tầng ở bên chắc không bình nhiên là thiệt sao cho bình nhiên là thiệt chiều hai bình nhiên là thiệt ca cho bình nhiên là thiệt hay bản đồ thiệt đấy bản đồ bình nhiên là thiệt chất đẳng ác biên thiên tầm bì nữa chắc khâu nhiên là thiết biên bì đua sao đâu nhiên là thiết biên bì đua thiên là nhiên là thiết biên bì đua chi và hai nhiên là thiết biên bì đua ca dầu nhiên là thiết biên bì đua mà đồ thiết biên chất bày đua nó sao cao tì đứng chất đọc đua đứng chia mà đồ nhiên là thiết đẳng ác cho bạn không nè chuyện thuy ban dầu nhiên là thiết đọc thuy ban dầu nhiên là thiết đứng cái biên thiên tầm an cho bạn không ban trầm tiên ban trầm mà ban trầm thiệt à bình nhiên là thiệt à ban trầm thiệt cứ chắc coi như là thiệt mỗi chiều vậy sao đâu như là thiệt mỗi chiều đâu như là thiệt mỗi chiều vậy như là thiệt mỗi từng cái như là thiệt này và đồ thiệt đấy cứ nó không phải hiện tượng cá chết đôi khi á cho bạn có và đồ thiệt đấy cứ biên tập an đúng cho bạn có và đồ thiệt thiệt biên bay thiên là cái thằng là cây giả mà đồ thiệt luôn thì mối cái nào hay là mình ติบะกนาอะอะมวยดวงเป็นกบมวยดวงเป็นกบมวยดวงให้สกัดกระซาวติบะนั่งมวยดวงเชียร์มันดูเทียดก่อนนั่นคือมันดูเทียดดังเรารู้สำเร็จการรองข้อดับเปลี่ยนนะดังรองปรามจำได้ปั้งจะเป็นยันดับเทียดนั่นคือดังรองปรามจะมวยมวยเลยจะแบ่งตัวกนาจะเข้าเป็นยันดับเทียดดังรูปมารองจะมวยเลยสาวจะเป็นยันดับเทียดดังในสำเร็จจะมวยเลยเชียร์ในวันยันดับเทียดดังกับคลั่งจะมวยเลยเชียร์ว่าเอาเป็นยันดับเทียดดังเรารู้จะมวยเลยการอยู่ยันดับเทียดดังนั้น ข้อทับเปียรอมคือกราวดิเยกระดึงต้นแตงแต่มวยจำได้มโนเทียสใบดวงนี้แต่งรองบานแปรงจำได้ก่อนแต่งรูปกับบานสำเร็จกับบานคลั่งกับบานรวมกับบานข้อทับเปียต่อกับมาจำได้มโนวิญญาณเทียสเบียนบรอยกับใบดวงนั่งสอนดำใบดวงนั่งสอนกราวดิจัดดับใบดวงนั่งคือเจียมโนวิญญาณเทียสเตี้ยเตี้ยออกแต่งรองบานกับมวยจำได้ก่อน แต่งรูปกับบ้านสำเร็จกับบ้านสำเร็จกับบ้านรูปกับบ้านข้อตบเพี้ยกับบ้านทอมเบียร์รอมกับบ้านจะแปลงตัวกันได้มันจะอ้อได้นะจะแปลงตัวมันจะอ้อได้นะโดยที่รูปเปล่าจะดาวีบางเจ๊คือดังกระรอกแต่ทอมเบียร์รอมได้เชื่อปัญญาแต่แต่บางอย่างแต่งรูปสำเร็จกันรูปข้อตบเพี้ยอ่อนแปลง
chấm ran phu nên đặt tham bi rò này giờ cứ áp tham bát sanh cả hai bài khe tìm mối chọn chấm ran phu cảm ơn bạn guru xong ở bậc con giang chiều trời tiền bạn guru xong chắc xong bạn guru nít đường bát chát tìp chấp đàn khe nát khe nát xong được miền Amica dạ tịch thái chứ cái nào xong ở đó thì lục chặt xem dịch thí chặt lục trôi mà đây à lại nữa đau mau và ông kêu ha xong ở đó thì niệm môn và ông kêu niệm môn ai đam bay thêm cái nào đang niệm môn và ông chân thí cho cầm đam bay bị chập và chặt tim môi cái nào xong niệm môn và ông kêu bắt chặt tim môi những cái chập đấy đã bắt chặt tim môi từ hai chục bận á hai chồng bắt bạn đã liên tỏ đấy các bạn. Nè, cái này khiêm cái này đang đặt ở cái đang được nâng cao, cái này trắng ai đi xong môn áp ông kêu làm bài chụp chung chụp mũi và ông chăm chỉ làm bài riêng bên chập cả sách ta và sẽ tìm mũi tiền xong tại anh kêu và ông kêu cái này. Chấp bạn tổ hay miền ai tiền chấp bạn tổ nhiều miền ai tiền đấy. Và ông kêu tất nhiên mình miền ai tiền đấy chụp kia ai tiền. Cái này ក្នុងការអាចដាក់បានអាចដាក់แชร์បានហើយទៀតមានលើខុសខ្លះប៉ុន្តែអត់អីទីកែបដាបដាទៅពេលបងជួយពង្រៀនទៀតទៀតការហាត់ក្រាក់វារត់ទៅខ្លះខ្លះសិនដែរចម្រាញ់ណាកែហើយមើលកែបានពី ពួកខ្ញុំកណ្ដាលមិនជ្រាបជ្រាបរឿងបល័យច្បាស់លាស់ទេចម្រាញ់ប្រហែលថាភាសាបល័យចម្រាញ់ណាទៀនណាសូមអរគុណអត់អីទេអាចដាក់แชร์បានទៀនកណ្ដាប្រឹងព្រៀបរួចហើយបងគ្រូអញ្ចឹងអាចទៅអុកក្រោយខ្ញុំចាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងថ្ងៃច័ន្ទនេះទីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីខ្ញុំនៅបល័យជាសិនទៅទៀនខ្ញុំកណ្ដាសូមជះថ្ងៃទី21 ទៀនថ្ងៃច័ន្ទអញ្ចឹងចាប់ដើមវិញនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញានេះហើយខ្ញ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.